quanh bị cháy, như là nói chung là mình không thể tự thả nổi luôn đó. Mà nghe chân chỗ mình ngồi không có bị niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật cái nó không có cháy mình. Dạ. Mà ba bên bốn phía là cháy gừng gực luôn, gặp là giật mình. Dạ. Cái gì tưởng thiệt không? Dạ. Dạ, chị có còn cảnh dưới địa ngục ở dưới thì thôi thôi ghê tởm lắm Vinh ơi. Em có đi xuống dưới rồi em biết á. Là tại vì con cái là em chết đi sống lại đó là em biết. Đi xuống dưới rồi mình biểu người ta niệm Phật, người ta xuống biết niệm. Hôm nay chúng em chú cháu có hội đủ nhân viên đến đây để hội ngộ cùng với chị Bảy và chị Út. Thì được biết chị Bảy và chị Út thời gian trước thì cũng có tu hành ăn chay cũng lâu rồi, và cũng được thấy những được nhiều điều chi bao rất là kỳ lạ, và những điều chi bao đó thì muốn cộng đồng mạng cũng muốn chị Bảy và chị Út tâm sự lại cho cộng đồng mạng biết, để chia sẻ cùng với bà con, để bà con trên tán thiên trong cái việc tu hành. Dạ thì hôm nay mạng phép mời chị Bảy và chị Út kể lại những sự việc vừa qua trong cái đợt tu của mình hay là lúc mình chim bao. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình nằm ba mình thấy gì mình kể cái nấy chị nha. Dạ, để dạ, chia sẻ cho đồng đạo nghe chung nha. Dạ. Giờ kể cho bên lại có một lần đó, chị cũng có nằm mơ thấy là Phật A Di Đà, cũng như chị đi ở ngoài đồng vậy đó, nó dưới đi ngoài đồng cũng trống trải vậy đó, cái đi cái tự nhiên nó lại giờ đi lên vậy đó, nó đi mà thường thường nằm mơ là gặp cái đi lên cái hướng châu đốc không à, cái đi tới đó cái chùm mây á, chùm mây trắng tư trắng ngọn trắng trong luôn nha. Tự nhiên trống là có thấy ông Phật A Di Đà trống bay ra. Ông bay ra mà ông mặc áo màu xanh xanh ngọc quá đẹp đó, màu xanh xanh dương, xanh dương lợt quá đẹp. Ông bay ra nó dưới ra bay ra rồi bắt đầu gặp cái là giật mình. Giật mình cái chắp tay lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nó chuyển nó bay xuống. Nó bay xuống cái giấc lúc nó bay xuống nó bay của mình ơn. Nó bay xuống mình ơn cái cái chừng bà xuống có vừa tới đất thì có hai người là xuống cái bả hậu bên hai bả luôn, cái tự nhiên cái bà biến ra một cái mặt bàn, tự nhiên cái biến ra có cái bàn, cái bàn có cái ly, có cái chai, cái chị gặp cái trong lòng á, như trong lòng như là nói muốn gặp bà cứu kêu mẹ, cái trong lòng nó gặp nó muốn kêu mẹ mà không có dám kêu, nó trong lòng nó gặp muốn kêu mẹ mà không dám kêu, nó nói dạ con chào gì. Cái bà lợi cái bà nói con khổ lắm mà con, bà nói vậy đó, nhưng bà nói con khổ lắm mà con, cái sao mà bà nói con khổ lắm mà con, cái mà lúc đó mình có khổ không chị? Thì lúc đó cũng hơi khổ. Dạ. Bởi vì khi mà đến cái đoạn chuyện mà chị kể đến cái đoạn mà gặp cái gì đó đó, thì chị kêu là lúc nào em thấy chị cũng xúc động, là tại vì lúc đó là cái hoàn cảnh của mình lúc đó chắc cũng đúng như lời của chị đó đã nói ha ha chị. Cái bà gót một cái ly nước, cái bà đứng đó đó, cái có cái người hậu đứng hậu bà đó, cái bà gót một cái ly nước á, cái bà đưa bà có cái người hậu á, bà ăn cái gót cái đưa ly nước cho bà, cái bà đưa cho tôi, cái dưới bà đưa mà trong lòng mừng á, đường cái giật cái ly cái mừng, giật cái ly cái nào ập vô liền, mà cái ly nước nó ngộ, cái ly nước nó kẹo giống như là cơm tiếng vậy đó, cái ly mà nó như có cơm tiếng, nó giống nó ngào ngạt, cái giống mà uống vô á nó thay dữ lắm luôn. Vậy đó. Mà cái lúc bà bài xuống á, nó với mà lúc bà bài xuống á, cái sao tôi đi mà sao có cái con ngựa trắng, cái con ngựa bạch trắng á, lúc tôi đi sao tôi không gặp gì chứ, mà lúc bà bài xuống thì có con ngựa ngựa, cái tôi thấy bà bài xuống cái tôi để cái tay tôi lên cái lưng con ngựa vậy nè, cái bà bài đứng trên bàn tay tôi mà cũng không có nặng gì hết trơn á, thì tôi sợ bà té, tôi rút cái bàn tay ra đặng cho bà bước xuống, là vừa
vừa rút cái bàn tay ra thì bà xuống dưới bà đứng gầu vậy. Mình có con lặng đó thấy vậy đó mà thấy cũng lâu rồi mà nhớ hoài, nhớ mãi không có quên. Dạ thì lúc đó mình có ăn chay chưa chị hay là mình có tu hành gì chưa chị? Lúc đó là mới có ăn chay à. Lúc đó mới. Còn có lần sau thì gặp một lần là gặp Đức Thầy. Có lần sau thì gặp Đức Thầy là ổng cũng như có một cái người đàn bà ngồi trong nhà. Bà già nó ngồi trong nhà, cái nhà cũng sang trọng lắm nha. Nó ngồi. Cái tôi thấy sao mà ổng Đức Thầy không có đi bộ nhưng mà ổng đứng hỏng lên cỡ khoảng 5 tấc vậy nè. Ổng đi te vô ngay bả, cái như là ổng chào bả mà ổng đi vậy đó. Cái sao tôi cũng tò mò, tôi cũng đi tới bả. Mà ổng lúc đó Đức Thầy đi ra rồi. Cái tôi vô tới cho bà già, bà nói ông Tư á, ông đi ông có ngày ông trở lại mà người ta không biết nữa. Bà nói ông biết ông Tư thọ nạn không chứ ông Tư đâu có thọ nạn. Nó thì có đợt đó thấy vậy. Rồi cũng không bao lâu mới là thấy hồi mấy có tháng mấy tháng rồi. Thấy một lần nữa, thấy ông Đức Thầy nữa. Là ông đứng kế ông Thập Di Lạc ở trên núi Ông Cấm mình á. Là cái hình tượng của ông Thập Di Lạc trên núi Ông Cấm mình á. Dạ. Ông đứng bên cái phía tay trái của ông Thập Di Lạc á, ông đứng vậy nè, nói dưới tôi biết là tôi đang đi lên tôi nhìn ông trời ông cao dìu dợi luôn á, ông cao hả, có khoảng cả chục mét vậy, ông Đức Thầy ông cao, ông mặc áo dài, cái tôi đi gì dùng đi ngoài trời này trống lỏng mà dưới mình nằm trên bao không phải như cây cối gần gạch như vậy đâu, nó trống trải lắm. Rồi ông đứng cái giật mình cái chắp tay là Nam Mô Di Đà Phật. À, mình thấy mình quá bự rồi. Cái ông thấy tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, ông xẹt ở bàn tay trái, ông đứng vậy nè. Đứng ở trong cái lòng bàn tay của ông là có cái hào quang là ông đứng suốt ở trên trời cao, ông đứng trên cao mà không đưa cái bàn tay gì là cái hào quang, trong cái hào quang ông là sâu xuống là sáng rực rỡ luôn. Mình thấy như vậy. Dạ. Yeah. Thì cũng cảm ơn chị Bảy đã chia sẻ lên những cái điều mà chiêm bao nhiệm màu của mình. Thấy chị nói là lớn hả? Dạ rồi, còn cái gì nữa thì chị cứ Bảy cứ trình bày đi chị Bảy. Thấy thì nó cũng thấy tùm lum hết trơn, thấy nặm bao sao cũng hay thấy cái này cái kia, cũng thấy đi đầu này đầu kia hoài. Dạ thì em có nghe nói chị có gặp được cái gọi là cái con rùa bự đó đúng không vậy chị? Dạ. Chị có thể trình bày lại. Thì có thấy con rùa bự lắm, con rùa nó bự chùm cái nóc nhà mình luôn á. Nói kìa đó cũng ngồi nó trong nhà cũng ngồi nói chuyện cũng có chục rồi, tự nhiên cái trên nóc nhà nó kêu chặt cho bên lớn lắm. Cái tôi mới nói ủa máy bay đâu mà bay trên nóc nhà mà đâu mà máy bay đâu qua trên nóc nhà mà kế bên cái nóc nhà chứ. À tôi mới sợ quá tôi mới chạy ra. Tôi sợ ra quá nên tôi mới chạy ra, tôi mới máy bay đâu mở bay kế nóc nhà chứ, thì chạy ra không phải máy bay mà là con rùa bự lắm. Bắt đầu nó bơi ngang khỏi cái nóc nhà tôi, nó bơi vậy là bốn cái chân con rùa chứ không phải là cái chiếc máy bay mà nó bự giống như chiếc máy bay. À, cái con rùa là phải giống cái con rùa mà được cái con hạt đứng lên trong mấy cái chùa đình đúng không chị? À, dưới cô cũng có thấy hai con hạt là trong cái chùm mây trắng á, trong nó bay ra luôn. Yeah. Cái con hạt đó, tập hạt đó nó bự lắm, tập hạt đó là thấy cái giò của con hạt nó dài, nó bay xuôi ra bên tập hạt bự. Dạ. Yeah. Thì từ khi mình gặp những cái điềm báo, những cái gọi là cái chim bao mà theo như những người khác là không thể nào thấy được những cái chim bao mà lạ kỳ như vậy. Nhưng mà chị đã có duyên lành mới gõ được trùng điên thì chị đã thấy được những cái điều đó. Rồi thời gian sau thì chị có gọi là có tin tưởng Phật Pháp không để mình tu hành và mình có kêu gọi con cái mình có tu hành theo mình không chị? Chị tin lắm, tại chị thấy rõ ràng như vậy nên chị tin lắm, mà có nhiều lúc mình nói nhiều khi người ta không tin. Dạ. Yeah.
Dạ thì kính thưa chị Út, thì vừa qua thì chị Bảy cũng trình bày những cái điều chiêm bao cũng rất là lạ thường, mà hầu như là trong 1.000-2.000 người nó có 1-2 người nằm chiêm bao như vậy thôi. Luôn cả cái đời của chúng em cũng tu cũng học kinh lực cũng 7-8 năm nay mà chưa gặp những cái điềm báo mà nó lạ như vậy, chưa thấy thầy bao giờ. Thì còn chị thì cái phần của chị thì mình cũng có thấy được thầy gì không chị, cũng xin chị trình bày lại cho bà con biết để người ta tu hành đó chị. Dạ, thì chị thấy lần đó chị thấy bơm, chị có thấy lần đức thầy đó ông đưa một cái hào quang trong cái bàn tay ông đưa ra đó. Nhớ một lần ông vô ông chào một cái bà già đó, mà chị nghĩ không biết bà già đó, không biết phải đức bà không biết, thì chị nghĩ là chắc đức bà. Cho nên ổng đi vô là ổng đi thẳng vô là ổng gặp đầu là ổng đi ra, mà chị đi tới cái bà nói là ông Tư ổng đi có ngày ổng trở lại mà tao không biết là nó không thọ nạn. Mà tới lúc đó chị chưa có biết ông đức thầy là thứ tư nữa, chị kêu đức thầy không à. Dạ. Cái lúc đó chị kêu là đức thầy không à. Cái đầu sáng chị ra chị nói với ông bà, nói có ông chú bà nôm cho nó xuống chơi, nó nói hồi tối nằm mà thấy nói ông Tư thọ nạn, cái ông nói ông thứ tư phải rồi chứ, ngày mai này là ngày lễ của thọ, ngày là lễ của thọ nạn của đức thầy nè, là bữa nằm ba mấy cho ngày 24 cho ngày đức thầy thọ nạn luôn. Mà sao tôi lần nào tôi kể tới vụ Phật A Di Đà là tôi mất khóc cái kỳ luôn. Dạ dạ, tại mình có duyên đó chị ơi, chứ nhầm người ta không có duyên đó chị. Người ta nghe đạo hoặc là ta nghe giảng kinh là người ta sẽ bị nhức đầu hoặc là người ta khó chịu lắm chị. Còn mình có duyên với Phật rồi cho nên chị xúc động đó. Chị nó cũng thường, nó không có gì đâu chị. Vì chứ này mình gắn tinh tấn đó chị. Cái này mình gắn tinh tấn tu hành luôn hả chị? Dạ. Gắn chay, gắn niệm Phật luôn cho giữ cái giới lực mình cho đến ngày trọn đời luôn hả chị? Dạ. Dạ. Dạ dạ, thì em cũng mời chị Út mình cũng trình bày đôi nét về cái việc mình cũng có thấy những cái việc nhiễm màu gì đó chị. Nói chung ra là cũng không có nằm trên bao mà thấy thiệt không? Thiệt luôn hả? Ồ, quý ha. Thì là quan quý hơn nữa đó. Dạ. Cái này là không có nằm trên bao mà cũng như là mình chết rồi đó. Chết rồi mà chết thì sống lại chứ không có nằm trên bao chứ chẳng hãy không có nằm trên bao. Mà đi thiếp nha. Cái đó mình không biết có đi thiếp không? Mình không biết, nhưng mà cũng như chết rồi cái mình đi xuống địa ngục ở dưới á. Như là nằm mà cái nằm nói chung ra là cũng mệt lắm rồi, cái nói thôi giờ chết chứ giờ không biết làm sao giờ. Trước không chết sao không chết thôi giờ mà mình dán mình niệm Phật đi thì chết. Mà sao nằm niệm Phật nó lát chết thiệt luôn. Chết dắt đầu á thì chết đầu không biết làm sao, mà dắt sau á thì mới biết. Tại vì dắt đầu á không biết làm sao, không biết là trả diện lần. Cái đầu nữa tiếng sau bắt tiếp tục lần nữa. Bắt tiếp tục lần nữa thì bắt thì đi xuống dưới thì nói chung ra là cũng thấy hình phạt ghê gớm á. Với hai nữa mình đi á, mình người mình có đạo rồi đấy ha. Là mình đi có người dẫn mình đi. Có người dẫn mình đi mà mình đi như là nói chung ra là mình không như mình đi chơi, như mình dạo cảnh đi chứ không có phải là đi mà xuống dưới mình hãi hùng sợ gì chứ. Dạ, chứ không phải giống như bị bắt hả chị? Không phải như bị bắt, như mình đi là có người mà dẫn mình đi tới cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ là coi là tù tội đồ nãy kia là anh vậy hình phạt gì vậy đó. Chứ không có phải là mà mình hãi hùng sợ gì chứ. Đó, là mà thì đi cảnh này cảnh kia thôi chứ còn cái dạng như mình gặp tù tội vậy thôi chứ còn có lúc thì hỏi con cảnh mà bà còn mấy cảnh kia mình không có hỏi. Hình phạt máu me ghê gớm lắm. Thì cũng có người nói thôi đừng bắt cái xác này, thả cái xác này ra đi. Đó, thì cái đó mình đi thiết hay gì mình không có biết, là cái đó là mình có chết thiệt đó. Chết thiệt là hai lần đó. Nói lại vậy đó. Rồi vậy là người ta, vậy là mình giật mình thích vậy là mình hoàn hồn lại hết chị? Đúng rồi. Cũng lâu. Nó cũng cỡ nửa tiếng à. Cỡ nửa tiếng à, không lâu. Nó cỡ nửa tiếng à, chứ nó cũng không có lâu. Bây giờ tôi cũng nó nghe giảng kinh đó thì tôi cũng không có gành cho mấy, nhưng mà bây giờ cũng may mắn là cũng bán là tập một hai đồng giảng. Tại lúc đó tôi có nằm trên bao tôi thấy gì với đồng đạo á, ta ngồi nhất hết trơn á, cái người ta cũng ngồi ta nói chuyện, ta ngồi nói chuyện ba ta mà nói chuyện thời sự vậy đó. Ta nói chừng nào á mà thầy mà trở về á, ai mà thuộc giảng là thầy nhận. Cái tôi mới nói nhãn tờ giảng của thầy nhất chứ ai đâu thuộc cho nổi, nói vậy đó. Để có cái cô đó cô nói gì nè, là
Bữa nay là không phải cô ơi, cô yêu cầu mà cô thuộc cứ thầy một đoạn bây giờ cũng được đó, chứ không phải là cần là thuộc hết. Bởi vì mình nói quá giảng với thầy quá nhiều rồi, tới mấy cuốn nữa à. Ra từ cái đó thì mình cũng phải thuộc một hai đoạn giảng của thầy. Nghe hoài mà sao nó cũng... Vậy mình có thuộc được cái đoạn nào của thầy không vậy chị? Được rồi, cũng thuộc. Thuộc thì mình có thể mình chia sẻ với bà con một phút đó được không chị? Thôi đi. Đọc. Thầy là người giữ thì đọc đầu của lại của người thất tổ không à. Dạ, cái nào cũng là giảng cái đọc cái trình độ. Đọc thì không có hay thôi. Đọc trong thâm, trong tà, trong bụng hoài à. Đọc nhiều khi đi trên xe chứ cũng vẫn đọc cái bài đồng cứ lại của người. Chỉ có một lần mà tôi thấy cái núi Hồng Tấm đó chở nó. Có cái đợt đó thì đi vô trong cái núi Hồng Tấm đó, trong đó làm như cái hậu trường hay gì đâu. Trong cái núi Hồng Tấm vô trong nó gơi rộng hơn thang à. Vô trong núi Hồng Tấm rộng hơn thang mà ta lót lót thảm đỏ không vậy. Nó vô trong đó lót thảm đỏ mà có ghế hết trơn nha. Có ghế, có lớp, có làng hết trơn luôn, là ngồi trong đó là nghe đọc giảng là đông lắm. Nói chung thì thấy cũng nhiều mà thôi mình nói ngắn ngắn thôi, nó kể thì nó dài dòng. Rồi thì chị Út mình có thấy gì nữa thì mình cũng tâm sự luôn đi chứ. Như em nói thường thường á, mình có đạo mình gắn là giữ sáu chữ A Di Đà là hay. Tại như em đi xuống em chết rồi em xuống địa ngục á, nhiều người ta với người ta không biết niệm Phật. Ví dụ như em biểu mấy người mà tội với em biểu niệm Phật đi, người ta nói người ta không biết niệm. Em gặp cũng như người ta tội lỗi quá đó, cũng như người ta bị hành xác quá rồi, cái mình biểu niệm Phật đi gán niệm Phật, cái ở dưới người ta nói người ta không biết niệm Phật. Có nhiều người ta chết rồi người ta biết niệm Phật đó. Bởi vì cho nên mình gán niệm Phật. Mà như em thấy cái cảnh nào là cũng đi đâu cũng nói là gán niệm Phật hay không mà, chứ không có cái cảnh nào mà không có gán niệm Phật hết. Như bữa đó em thấy như là cái trong giảng Đức Thầy thì cũng nói sau này là lửa cháy, phải không? Trong giảng Đức Thầy có nói đó là sau này lửa cháy đó. Lửa cháy là đời tới là phải lửa cháy đó. Là em có gặp cái đó, nhưng mà cũng có người nói em là gán niệm Phật đi, là lửa nó không có cháy đó. Thì em cũng gặp cái đó là cũng kêu niệm Phật. Rồi gặp một lần là nước dâng lên tới nóc nhà mình đó, mà người nào cũng chết hết trơn, mà cũng có người cũng kêu mình là gán niệm Phật đi, là nước nó không có dâng lên chỗ mình đó. Để cho nên sáu chữ A Di Đà đó là mình phải gán, là niệm lúc nào mình cũng phải niệm sáu chữ A Di Đà đó. Mình đừng có quên sáu chữ A Di Đà đó. Là em gặp cái cảnh tượng nào cũng là biểu mình niệm Phật hết. Là trong kinh giảng Đức Thầy á, là ví dụ như là cái đoạn giảng của ổng là sau này cũng có nước lên nè, là em cũng có gặp nè. Rồi sau này là phải lửa cháy lên, là lửa cháy là tấp nập, là như đời tới luôn đó, là cũng có luôn. Em gặp cái trên mấy cảnh đó, nhưng mà cảnh nào cũng biểu em là gán niệm Phật hết. Mình niệm Phật hoài viết nó cũng quen mà. Mà cảnh nào cũng yêu cầu gặp cái cảnh nào là cũng nói gán niệm Phật đi là nó không có bị. Mà thiệt, em niệm Phật rồi cái là bị cháy xung quanh, bị cháy như là nói chung là mình không thể tự thả nổi luôn đó. Mà nghe chăng chỗ mình ngồi không có bị niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, cái nó không có cháy mình. Mà ba bên bốn phía là cháy gừng gực luôn, gặp là giật mình biết gì, tưởng thiệt không? Dạ. Dạ, còn cảnh dưới địa ngục ở dưới vậy thôi ghê tởm lắm Vinh ơi. Em có đi xuống dưới rồi em biết á, là tại vì có một cái là em chết đi sống lại đó, là em biết đi xuống dưới rồi mình biểu người ta niệm Phật, người ta cũng biết niệm luôn. Nằm chết chừng có nửa tiếng đồng hồ. Nằm chết nửa tiếng đồng hồ đó rồi cái có người ta nói thôi đừng bắt cái xác này, thả cái xác này ra đi đó, là mình đi. Nó mới giờ tỉnh lại là nó kể cho con nghe à. Mà không lâu, chứ không phải người ta mà nửa tiếng à, chứ không phải người ta mà mấy ngày thì không có. Có nửa tiếng hồ à. Nói chứ cuộc đời mình bây giờ cũng ngắn ngủi, không biết chết này sống mai. Thì á là gán ăn tương niệm Phật, bây giờ có chết thì cũng đỡ tội chút.
mà em gặp cái cảnh nào cũng là biểu niệm Phật không à. Nói chung ra cái cảnh nào cũng biểu niệm Phật hết. Tại vì chị có duyên á, chị có duyên. Dạ. Thì kính thưa quý bà con cô bác xin mến, thì nơi đây thì chị Bảy và chị Út là trước khi quay thì Quốc Tạo cũng đã hỏi xem xét, cũng đã tư vấn hai chị. Thì hai chị thì thật sự ra là không có biết gọi là hai chị ăn chay trường cũng lâu rồi quý vị. Và hai chị cũng có cái chiều hướng tu hành cũng cao lắm. Cho nên nơi đây thì hai chị nói hoàn toàn sự thật những cái việc gì mà hai chị đã thấy được trong chim bao. Và cũng như là cái đi sống lại thì chị cũng đã thực thi để nói ra cho bà con biết để tu hành. Chuyện này là có thật 100% đúng không hai chị? Dạ, cái này là em có nằm bao đó, cái này là em trước đi sống lại em nói đó, chứ em có nằm trên bao. Tại vì em nghĩ là cuộc đời là vô thường. Ví dụ như là trước cũng chết, sao không chết thôi. Em thấy thôi, em nằm em niệm Phật đi, chết tới đâu chết. Thì chết thiệt luôn. Chết thiệt. Nằm chết luôn rồi sao mà bắt hai lặng vậy đó. Mình cũng rồi tới chừng cuối cùng lại thì kêu thả về đi. Thả cái xác này về đi là cuối cùng mình nghe vậy. Mà nhưng mà đi rồi á, mình có đạo rồi á, như Vinh ơi, mình đi xuống dưới địa ngục rồi, nói chung ra là mình đi như đi tham quan vậy, vui lắm. Nói chung ra là đi là mình không có sợ gì hết trơn đó. Nói chung ra là vậy đó. Còn cái người mà bị tội đấy, người ta sợ lắm. Người ta bị lôi kéo, người ta khóc la sầm trơn xuống dưới á. Gặp hai bên quỷ sứ nó lôi kéo khóc la sầm trơn. Còn mình đi như là có hai người dẫn mình đi lại, chỉ cái cảnh này cảnh kia vậy đồ nãy kia đó. Bởi vậy gác niệm Phật mà đi cảnh nào ai cũng kêu mình niệm Phật hết á. Đi cái cảnh nào cũng vậy cho em đi lại, gặp cái cảnh nào cũng có người biểu gác niệm Phật đi cho. Cho nên mình không có bị cái gì hết trơn. Còn những người khác người ta bị hành tội dữ lắm. Bị quỷ sứ lôi kéo hành tội dữ lắm. Chứ không phải như mình mà được thanh thản đi mà có người dẫn dắt mình đi đâu. Mình đi dẫn dắt mình đi, người mình như là đi cõi tiên vậy đó, nói vậy đi. Dạ. Để vậy gác niệm Phật. Dạ. Mà em cũng xin là mấy mà cả mình nói hết luôn nha. Hết cả nước luôn đó là mình gác niệm Phật. Gán luôn khuyên bà con và mà hết cả nước luôn là gán lo niệm Phật, gán lo tu hành. Nói chung ra là cuộc đời của mình nó trước cũng chết, sau cũng chết, ai biết đâu được mà nằm bữa nay gì chứ ngày mai với lại chết không chừng nữa, rồi mình tu đấu kịp, nói vậy đi. Bây giờ mình chết mình có niệm Phật thì nó nhẹ nhàng hơn. Dạ đúng rồi, như em đó, bữa đó em có chết đó, đi xuống dưới rồi á là đi thanh thản lắm. Như mình nói, mình có người dẫn dắt mình đi thanh thản á. Như mình niệm Phật hoài á, cái lúc mà mình cái hơi thở chết của mình cũng niệm Phật nữa. Cái hơi thở mình mà mình thấy là thở mình hơi ngắn quá, lúc đó cái đầu mình nói thôi kệ chết chết. Có như bữa đó em tắt thở đó, em cũng niệm Phật nữa. Em tắt thở em cũng niệm Phật. Niệm Phật hoài quý. Rồi tới chừng giật mình nó vậy xong rồi cũng niệm Phật luôn. Tới chừng mà có người nói thôi thả cái xác này về đi, đừng có bắt cái xác này nữa. Cũng tới chừng mà giật mình nó vậy rồi cũng giờ đó cũng đang niệm Phật luôn. Để gì mình gác niệm Phật. Mình niệm Phật hoài, tới chừng mình biết mình sợ chết rồi, nó thôi kệ, chết mình gác niệm Phật chết cũng được. Nhưng mà là mình chưa tới số người ta bắt mình cũng trả lại à. Nhưng mà theo như là mấy người mà người ta mà không có đạo đấy á, là cái giờ đó người ta sợ lắm. Còn cái giờ đó mình không sợ. Giờ đó thôi, mình chết được giám cuộc đời, mình được giải thoát, nói vậy đi. Rồi cho nên là thôi kệ, chết, không có sợ. Không có sợ gì hết trơn, em không có biết sợ là cái gì luôn, em có chết rồi em biết. Không có biết sợ là cái gì luôn. Không sợ. Chị có nhà chị Loan, chị thấy thầy mượn cửa bà cha đó, mà cái nhà đó. Ừ đúng rồi, cái em bước ra cái cửa đó thì em gặp có... Nói chung ra là em có gặp như gì đây nè. Em có xuất hồn ra em đi đó. Em đang em nằm ha. Rồi chắc đó là... bữa mùng 1 Tết, dựng niêu xong rồi đó ha. Là bắt đầu đi vô nằm, mới vừa nằm xong rồi xúc cái hồn ra đi liền luôn. Để tôi kể chỗ này, mấy cái này nói dụ những thầy tôi mới nhớ, tôi kể cho câu chuyện này. Đó, tôi nằm bao tôi thấy có một cái người đó dắt tôi lại là một cái nhà lưu niệm của Đức Thầy. Một cái nhà lưu niệm của Bắc Hồ luôn nha. Mà hai cái nhà nó khác nhau.
cái nhà lưu niệm của ông đức thầy á, thì nhiều khi tôi tưởng tượng, nhiều khi tôi suy nghĩ nó chả có khi nào mà mình cắt cái nhà giống vậy trong giấc mơ mình không, là cái nhà của ông đức thầy cũng là gọn chứ không có bự gì, bề ngang có khoảng 3-4 mét gì à, nhưng mà cái nhà của ông đức thầy á, cái nhà lưu niệm của ông đức thầy thì chính giữa một cái hình bông sen bự vậy nè, là ngay chân cái cửa cũng như là cái ngoài trước vậy đó, mà xây một cái hình bông sen bự, rồi một cái bên đây thì là hai cái hình bông sen nhỏ, à, hai bên mà không có hình trong đó nhưng mà chỉ là có bông sen thôi. Rồi bước dịch qua bên đây là cái nhà lưu niệm của ông Bác Hồ, mà cái nhà lưu niệm của ông Bác Hồ là rất là sang trọng luôn nha. Nhà lưu niệm của đức thầy thì có hình bông sen, còn bên nhà lưu niệm của ông Bác Hồ thì nó có một cái tầng lầu mà tầng nó đẹp, nhà lưu niệm của ông Bác Hồ rất là đẹp luôn. Nhà lưu niệm của ông Bác Hồ á, nó dán ba cái gạch men trắng á, từ dưới lên trên vậy mà có một cái tầng lầu, mà cái cầu thang mà đi lên trên cái tầng lầu đó ha, để ba cái gối cho ông Bác Hồ mà nằm đó. Cậu gối của ổng nó gắn bạn là hộp màu thứ mà sao giấy tinh tiến không chiếu hồi quang luôn, là bên cái nhà lưu niệm của ông đức thầy là có cái hình ở Bác Hồ, chứ là có cái hình của ông Bác Hồ. Còn bên cái nhà lưu niệm bên đây của ông đức thầy á, thì cũng có cái chân dung hình thầy nằm ở trong, nhưng mà ở ngoài có thật ba cái hình bông sen nó khác nhau. Còn cái ở bên Bắc Hồ thì có một cái tầng lầu đi lên, à cũng như mình nghĩ là chắc là cũng như là Bắc Hồ cũng là vị dân vị nước ha, bởi vậy là cho nên ổng bây giờ ổng cũng về vị Phật rồi đó, cũng gần như là dưới đức thầy hai người là hai cái nhà cặp kè tới bên làm băng, thấy hai cái nhà cặp kè. Mà cái nhà của ông Bác Hồ á, công nhận sang trọng á, nằm bao hết cái nhà ổng á, dán gạch men trắng tươi luôn, trắng mà nó bóng dữ dằn luôn á. Và cái cầu thang của ông Bác Hồ là gắn để mà cái gối á chiếu màu quang. Còn bên đó là thương nha. À, còn bên của đức thầy á thì một có cái hình bông sen bự xuống giữa, hai bên hai cái bông sen nhỏ ở trên cái hàng trước. Dạ thì kính thưa toàn thể chú quý vị, vừa qua là chị Bảy và chị Út đã trình bày những cái phần mà mình đã thấy được trong những cái chim bao rất là huyền di, và chị Út cũng đã cho biết là sự cái đi sống lại của chị một hai lần thì chị cũng đã thêm bà con niệm Phật, thì quý vị con niệm Phật này thật là di diệu, cho nên đức thầy cũng có cho biết qua nhiều chỗ, cũng như là đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, hay là được thảnh thơ nhờ chữ Nam Mô, cũng như là có chút vừa nói qua là thảnh thơ đó quý vị, xuống dưới là mình có niệm Phật, còn mình xuống dưới nói chung là âm phủ Diêm Dương đó là mình rất thảnh thơ, mình không có sợ gì hết, mình đi như là mình đi dạo thôi. Còn những cái người mà không niệm Phật thì người ta sẽ xích xiền lôi kéo đánh động, và cho nên là đức thầy cũng cho biết những người không niệm Phật, những người không tu hành thì khi nhắm mắt hồn địa khỏi xác, quỷ vô thường rất xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh phạt cái thưởng hai đường tội rõ rõ, và có nghĩa là những người mà không tu hành là chỉ còn là tội và phước thôi, và khi nhắm mắt thì xuống thẳng với âm phủ cái gì. Thì cũng cảm ơn chị Ăn những cái lời tốt đẹp của hai chị đã cho biết, là để cho bà con người ta tinh tấn thêm, cũng như học hỏi cũng như hai chị, để khi mà con người ai mà không bị không chết đâu, mà khi chết hai chị cũng có gan, cũng như lời thầy dạy là tu thì không thể chết, mà chết thì ai cũng phải chết thôi, cho nên hai chị đã không sợ, đã vượt qua cái khó khăn đó thì đã thành công cho đến ngày hôm nay. Dạ thì hai chị có còn những gì mình kể cho bà con chia sẻ nữa không hai chị? Đúng rồi, nói chung ra thì em cũng em có em đặt nhiều lắm, nhưng mà cái thôi chị được rồi. Giờ chị thấy chỉ ba rồi không? Thôi chỉ ba chỉ bốn gì thì thôi. Đầy dẫy mà máu me lắm, dưới thì nói chung ra xuống dưới là chỉ là thấy máu thôi đó. Anh phải mà thì sao có, nhưng mà có cái là chở dầu.